chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tín giả tiếp theo là phần năm ngũ tuyệt ma dương tác giả thượng hoàng định diễn và đọc chương vũ đọc câu thanh tùng không tin rằng liệt mã cuồng xanh ám toán thanh châu đại hiệp nhưng nếu không phải là liệt mã cuồng xanh thì cũng phải có người nào khác chứ chàng cao giọng thốt đại thúc các vị đây mà bảo rằng là những nhân vật hành hiệp trọng nghĩa có lẽ đại thúc lầm chăng chứ Cứu Châu Đại Hiệp mà hành động như thế à? Vừa lúc đó thì một vệt sáng từ bên ngoài bay vào. Đọc cô Thanh Tùng thét to. Đại thúc lưu ý. Chàng né đầu sang một bên. Một mũi chỉ thủ màu lam vượt qua đầu của chàng cấm phập trên mặt bàn. Tiếp theo đó một giọng nói lanh lãnh. Phát từ mái nhà đối diện dơi khách sạn vọng qua. Tiểu tử mi chỉ còn sống đến canh ba thôi nha. Đọc câu Thanh Tùng liếc nhanh sang hướng đó Chàng giả vờ sợ sệt run rẩy cả người Vội nếu tai liệt mã cuồng sinh rồi hấp hấp thốt Đại thúc Ta đã cãi lời đại thúc rồi Nguy mất Mạng của ta nguy đến nơi rồi Liệt mã cuồng sinh quát mắng <laughs> Cho người biết lắm mồm lắm miệng thì chút quả giàu thân Khen người ta thì có lợi gì cho ngươi chưa Rõ là Lão gấp rút nói Đi, đi ngay, Còn muốn ở đây chờ chết hay sao hả Lão kéo độc tô thanh tùng dẫm bước Ký châu đại hiệp dội giận Bước đến đón đầu Bằng hữu Mình đã xong chuyện với nhau đâu mà dội đi vậy Liệt má cuồng xin quét tin mắt Nhìn tám vị không dằn được cơn giận Tủ châu đại hiệp là những nhân vật trọng vọng trong gió lầm không ngờ lại có thái độ hồ đồ như bọn vô lại thế này thành châu đại hiệp bị ám toán bị thương thế kia không tìm hung thủ mà đi gây sự rắc rối với kẻ vô càng thế là nghĩa gì hả ký châu đại hiệp quát lớn thành châu đại hiệp có hảo ý với tiểu điệp người người lại lấy ân làm thù dùng lối ám toán hai người rồi toan đổ giả cho ai đột nhiên sau lưng tám người có giọng nói hết sức là bình tĩnh vang lên Tiểu tử đo rất đúng Các ngươi là những nhân vật trọng vọng trên giang hồ Cái danh cửu châu đại hiệp còn ai không rõ Thế mà có mỗi một việc như thế này Lại không xét đoán được Có phải là danh bất hư thực không Thành châu đại hiệp kia Ta đã tha cho không nỡ đoạn lìa hẳn cánh tay của hắn Còn kiếm chuyện gây sự đến cả những người vô càng Thế là nghĩa làm sao Tám vị đại hiệp giật mình quay đầu lại Họ chẳng thấy ai cả, chỉ trừ lão phụ cục tay đầu dấn chiếc khăn bố xanh. Lão phụ ung dung, rót uống, uống, rót, không ngẩn đầu lên nhìn ai cả. tám đại hiệp tin chắc chính lão phụ này vừa phát ra câu nói đó. Biết ngài gặp phải là tai kình địch, họ cố nén giận, giữ bình tĩnh, không dám hùng hổ, dơi liệt mã cuồng sinh nữa. Ý chầu đại hiệp đầu đàn bước đến cạnh lão phụ vòng tay lễ phép chào nói ký châu đại hiệp sinh ra mắt lão phụ chừng như không nghe tiếng chào giận thản nhiên rót rồi thản nhiên uống đầu không ngẩng lên môi không nhếch nhưng làm mấy hớp rượu xong lão phụ ngó vào bàn ăn không buồn liếc nhìn vào ký châu đại hiệp đứng trước mặt thốt bần quật ai mượn người thủ lễ vậy cút đi dù rằng bà ấy không ngó mình Nhưng ký châu đại hiệp cũng biết rõ Bà ám chỉ mình Lão chưa kịp đáp thì bàn tay của bà ta Đã chợp ngay mạch môn tài tả của lão rồi Đôi mắt bà quát sáng như điện Bà thốt giấy giọng hết sức là lạnh lùng và sắc bén Châu Nhất Tuấn ta hỏi người Tủ châu đại hiệp từ bao lâu khét tiếng giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa Tại sao bỗng nhiên các ngươi lại luyện môn cửu long quyền công tuyết sơn cửu long thần ma là gì của ngươi đây ý châu đại hiệp châu nhất tuấn biến sắc nhưng lão hiệp vẫn giữ sự bình tĩnh bật tiếng cười che giấu sự bối rối bên trong mồ hôi kết thành hạt to trên trán tuôn xuống trước mặt như mưa vậy lão gắn chịu đau trong tay kèm như gọng sắt của lão phụ vì lão phụ chợp mạch môn của châu nhất tuấn Xong lập tức giận kình lực ép mạnh xuống bãi đại hiệp kia lập tức di động vòng dây liệt mã cuồng xanh và lão phụ vào giữa liệt mã cuồng xanh nhân dịp đó dợm bước ra ngoài lão phụ cười nhẹ một tiếng đảo mắt nhìn bãi người rồi lạnh lùng nói bọn các người nhúc nhích một chút là đại huynh của các ngươi thành đống thịt dũng ở trong vũng máu đó lúc đó bạch y nho sĩ ngồi nơi góc phòng từ từ đứng lên lão phụ trông thấy dục đứng lên môi nhét nhét. thì ra bà dùng lối truyền âm nhập mật bảo đọc cô thanh tùng thừa dịp bạch cốt lão mà chưa xuất thủ hãy rời khỏi khách sạn nhanh lên đi các người cũng to gàng lắm mới dám giác sát đến nơi đây đó liệt má cuồng sinh trông thấy lão phụ trong trạng thái đó biết là bà ta mắt tinh để tiếp trợ mình vội hướng về bà ta gật đầu tỏ vẻ biết ơn khi đọc cô thanh tùng cho biết là có bạch cốt thần ma tại phòng ăn liệt mã cuồng xanh quay đầu lại đúng lúc bạch cốt thần ma cũng nhìn hai người nhếch mép cười liệt mã cuồng xanh kẹp dội thanh tùng rồi khách sạn đi đến cầu thang cả hai chạm phải tia nhìn của ba tên lam y nhân nhưng chúng chỉ cười lạnh mà không ngăn trở xuống đến tầng dưới của khách điếm rồi nhớ lại lão phụ hiện đang bị tám vị đại hiệp bào dày bên ngoài còn có bạch cốt thần ma cùng bọn lam y nhân rải rác quanh đó chực phóng ám khí Độc cô thanh tùng lo sợ cho bà khó tránh khỏi nguy hiểm nên dùng lối truyền âm nhập mật tiếp chuyện với bà lão tiền bối bạch cốt thần ma có mặt tại phòng tiền bối không sợ nguy hiểm sao lão phụ cũng dùng truyền âm nhập mật đáp <laughs> ta lầm tiểu tử đó không ngờ công phu nội lực của người thâm hậu đến như vậy bạch cốt thần ma không làm gì được ta đâu đừng lo sợ vô ích phần ngươi đêm nay hãy giữ mình đó lão tiền bối cứ an tâm nếu chúng kéo đến đêm nay quyết chúng sẽ cao hứng mà đến mất hứng mà đi vậy <laughs> ta vừa trao đổi một chiều với lão mà đó hắn quả là một tài khá nha ta hỏi tiểu tử câu này đại thúc của tiểu tử bị nội thương có phải không Độc cô Thanh Tùng kinh hải thầm phục nhãn lực của lão phụ. Nhưng chàng đáp làm sao? Nếu thú thật đại thúc bị nội thương là tiết lộ hành tung của độc cô đại thúc rồi. Chàng thì không đáng ngại. Chỉ ngại cho đại thúc thôi. Nhưng chàng cũng phải đáp. À, dân. Quả thật đại thúc bị mất nội công rồi. Ai làm cho đại thúc của người bị thương vậy? Một câu hỏi còn khó đáp hơn câu trước nữa. Dĩ nhiên là chàng không thể đáp chàng bỏ lẫn câu chuyện ấy hoài sàng liệt mã cuồng sinh nói đại thúc biết lão phụ đó không liệt mã cuồng xanh chừng như đang lo nghĩ đến một điều gì đó quan trọng lắm sắc mặt nghiêm trọng vô cùng có vẻ như căm giận lão đang nghĩ đến bọn cửu châu đại hiệp xưa kia là chỗ thâm giao thành khí tương đồng không ngờ chỉ trong vòng mười năm mà họ hoàn toàn thay đổi quy danh đại hiệp tiêu tan để về thần phục bọn ma đầu luyện cửu long quyền công toàn cùng bọn chúng gây sóng gió trên giang hồ lão hết sức là phẫn hận nghe đọc cô thanh tùng hỏi lão trầm giọng thốt thanh tùng còn xếp những việc ấy lại đi lò cái đáng lò trước mắt trước cây đã mình hãy tìm một khách điếm nào quẩn khuất tá túc đêm nay và cần nhất là mình phải kiếm cho được một món gió khí bất cứ loại gì cũng được đọc cô thanh tùng lấy làm lạ hỏi chỉ vậy đại thúc Gió công của mình không dùng được sao Gió khí thì có lợi ích gì đâu Còn không biết đó thôi Những tuyệt học như Cửu âm thần trưởng hàng ma chỉ Đến mỗi lúc mỗi mang ra ứng dụng Thì không mấy chốc mình sẽ lộ hành tung thôi Bọn ma đầu có tổ chức rộng lớn lắm Chúng đặt tay mắt khắp nơi mình phải dè dặt mới được. Từ nay về sau nếu không cần thiết lắm thì tuyệt nhiên không nên dở tuyệt học ra con nên tập sử dụng võ khí đi chọn môn nào tùy thích miễn là võ khí là được rồi lão lên tiếng nói tiếp thôi đi mua một món võ khí rồi tìm khách điếm nghỉ ngơi cả hai bỏ các con đường lớn lần vào phố nhỏ chọn một khách điếm hạ đẳng thuê phòng xong liệt mã cuồng xanh lên tiếng thốt canh ba đêm nay thế nào bọn ma đầu cũng đến mình tìm một chỗ để ẩn nấp hạ chúng sông là lên đường ngay xuôi về nam qua sông nếu kiên trình đi thì chỉ trong độ ba ngày mình sẽ đến bách trượng phòng Bà cô thanh tùng còn ấm ức hành vi của cửu châu đại hiệp chàng cất tiếng hỏi đại thúc nói rằng cửu châu đại hiệp là hạng người rất trọng vọng trong võ lâm hành hiệp giữ nghĩa nhưng tiểu điệp cho rằng họ có danh mà không có thực đêm nay họ có thái độ mù mờ quá thành ra không biết phải liệt họ vào hàng bạch đạo hay hắc đạo đây liệt mã cuồng sinh thở dài ầy mười năm rồi còn gì mười năm là một thời gian dài con người khó giữ được bản tính xa xưa vì biến thiện của tạo vật vì thúc bách của nhu cầu tham vọng dù là chỗ chi hữu thâm giao cách mặt có thể đổi lời còn tin làm sao mà quyết chắc được lão trầm buồn rồi nói tiếp tủ châu đại hiệp dù chính đáng tới đâu khi về với cửu long thần ma là một tên đại ma đầu dâm ác là một mối họa lớn cho giang hồ tủ hiệp còn khó giữ khỏi bị xu hướng sau này nếu gặp họ còn hãy cẩn thận cho lắm cả hai thì thầm một lúc trống đầu thành đã điểm canh hai cả hai sắp sửa ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp bỗng nghe có tiếng nói phát ra rất khẽ từ gian nhà đối diện người nghĩ sao hai tên đo có dám ngủ đêm nay không người khác lại lên tiếng nói biết sắp chết đến nơi rồi còn ai ngủ được chứ Độc cô thanh tùng chỉ về phía đó gọi đại thúc liệt mã cuồng xanh biết chàng muốn nói gì rồi lão kề sát bên tay của chàng thôi sàn đấy điểm quyệt chúng rồi mang về đây Độc cô Thanh Tùng gật đầu mở cửa phòng bước sang nhà đó gõ cửa. Câu chuyện thì thầm ở bên trong im bặt. Vài phút trôi qua, một chiếc đầu người theo cánh cửa hé từ từ nhô ra, đảo qua đảo lại ánh mắt giáo giác nhìn. Thấy độc cô Thanh Tùng người đó kinh hãi chưa kịp phản ứng gì. Độc cô Thanh Tùng cười mỉm, dở pháp cách không điểm nguyệt, điểm ngay vào phía hậu tai của hắn. Ngài Nguyệt Thiên Dung chàng bước tới lách mình vào bên trong nhanh như chớp điểm quyệt luôn tên kia đoạn mỏi tài bế sóc một tên trở về phòng chàng gọi được má cuồng sinh đại thúc xem chúng mặc y phục màu lam áo lại có thiêu chiếc đầu lâu màu đỏ hiển nhiên chúng là thuộc hạ của bọn ma đầu kia rồi liệt mắt cuồng sinh bảo chàng đặt hai tên đó ở trên giường rồi đoạn này à tạm ẩn ở trong phòng chúng bên gian nhà đó còn con thì nấp bên ngoài cửa sổ, liêu mà hành sự cho êm thấm. nhất là đừng quên dù thế nào mình cũng phải khởi hành vào đầu cầm tư đó. Độc Cô Thanh Tùng giới lấy thanh đao rồi gật đầu đáp. Thiếu Điện hiểu rồi, Đại Thúc cứ an tâm đi. cả hai qua sang nhà đối diện, liệt bá cuồng sinh vào trong. Độc Cô Thanh Tùng cài cửa cẩn thận, theo cửa sổ dọt ra ngoài, dậm chân giúp mình lên mái nằm ẩn tại xuyên nhà mắt đăm đăm nhìn qua gian phòng khách sạn tấu xảo làm sao đêm không trăng không sao bóng tối dày đặc nhưng nhãn quan của chàng chiếu sáng hơn đèn trông rõ từng vật một chung quanh không bao lâu sau có bốn bóng đen xuất hiện đứng không động đậy ở trước gian phòng khách điểm chúng xê dẫn thân hình đến sát bên khung cửa chúng ghé mắt áp tài vào đọc cô thanh tùng cười thầm bóng bóng đó tùy cử động thật khẽ song xem ra chúng có vẻ khinh thường một tên cất giọng hỏi diêm dường định chết lúc cành bà đừng hồng sống thêm một tiếng câu nói hướng vào trong phòng nhưng bên trong vẫn yên lặng tên đó gọi luôn mấy lần ở trong phòng vẫn yên lặng như thường đột nhiên một tên phi vút lên cao bám vào xuyên nhà còn ba tên kia thì cấp tóc rời khung cửa vàng ra hai bên cánh cửa đột nhiên mở tung một bóng người phi rút ra ngoài bóng đó đảo mắt quanh một vòng đoạn quay tròn như một con vũ. khi bóng đó dừng lại thì tên bám ở trên xuyên nhà đã rơi xuống không rõ từ lúc nào còn ba tên kia thì bất động như trọng. bóng đó cười thốt khẽ đã đến đủ cả rồi chứ rồi nhanh như chớp bóng đó nắm từng tên một quăng qua cửa sổ trong thoáng mát thì cả bốn tên đều rơi gọn vào ở bên trong sau cùng bóng đó nhảy dục theo cô thanh tùng hết sức là kinh hãi chàng nhận ra bóng đó chính là lão phụ đầu vấn khăn xanh tại khách điếm chàng thầm nghĩ tại sao lão phụ đó có hảo ý giúp đỡ mà chàng và đại thúc lại không biết bà ta là ai chàng định bụng phải hỏi đại thúc mới được có lẽ đại thúc lịch duyệt giang hồ cao nên biết rõ lai lịch của bà ấy vừa lúc đó thì có tiếng y phục phất phới ở trong gió từ nơi đầu tường dẫn lại càng lúc càng nghe lớn dần rồi tám người dẫn y phục màu lam tiến đến dựng trước khách điếm người đến sau cùng cất tiếng lanh lạnh bất chấp đêm khuya bất chấp công tác họ thi hành cần tránh gây tiếng động người đó đưa cánh tay lên một giờ sáng thoát đi từ tay của hắn cắm phập vào khung cửa đọc cô thanh Tùng nhận rõ đó là mũi làm lần chỉ thủ bóng đó thị hoài xong rồi cao giọng thôi thiên hạ ngày nay nếu không tùy thuộc vào quyết ma ban thì còn tùy thuộc vào đâu nữa muốn sống hay muốn chết do quyết ma ban tùy quyết ma ban cả tiểu tử ngươi và lão già kia liệu trốn ta mà được sao mau mau ra đây chịu tội đi đọc cô thanh tùng bây giờ mới hiểu rõ bọn ma đầu lập thành quyết ma ban chàng nhớ lại nơi chéo áo của chúng có hình đầu lâu máu Chàng tự hỏi tên nào tên ấy đều bảo tàng hung ác giết người. Máu tanh như thế thì ban chủ của chúng còn hung bạo đến mức độ nào nữa. Nhưng ban chủ của chúng là nhân vật nào? Vừa lúc đó thì trong phòng nổi lên tiếng ngáy vàng như sấm. Đọc cô Thanh Tùng cười thầm, chàng đã biết ai phát lên tiếng ngáy đó rồi. Hai tên trồng tám tên hừ lạnh một tiếng, đoạn phi thần giúp qua cửa sổ vào trong phòng. Bọn sáu tên đứng ở bên ngoài chờ đợi mãi, không thấy hai tên đó trở ra Họ nhìn nhau, họ nổi giận Rồi hai tên nữa tiếp nối theo hai tên trước Vẫn như là hai tên trước Hai tên sau không trở ra Trong phòng vẫn im lặng Chỉ có tiếng ngái là không ngừng Bốn tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi lo ngại Rồi thương lượng với nhau đoạn rời khách sạn bỏ đi Một tiếng cười rất nhẹ dẫn lên Lão phụ vẫn khân xanh Đã tung mình qua cửa sổ đuổi theo chúng chỉ một cái nhảy thôi Bà đã ừ. chận đầu bốn tên áo lam Bà xoay nhanh người lại chộp từng tên một quăng qua cửa sổ phòng Xong bà bỏ đi Độc cô Thanh Tùng không dằn được tính hiếu kỳ Do dùng lối truyền âm nhập mật hỏi bà Lão tiền bối hai phen càng thiệp bảo vệ chúng tôi Nhưng chúng tôi còn thắc mắc Chưa biết quý danh tôn hiệu là chi Lão phụ vẫn khăn xanh lên tiếng đáp Tiểu tử muốn biết Cứ hỏi đại thuốc thì biết thôi tiểu sanh hỏi rồi đại thúc bảo là không biết vậy người cứ đến phòng xem qua thì hiểu đọc cô thanh tùng toan hỏi thêm lão phụ đã đi xa rồi chàng liền buông mình xuống băng ngang qua đường về khách điếm giúp qua cửa sổ vào trong phòng với nhãn lực của chàng chàng không cần dùng đến ánh đèn mới thấy rõ mồm một mười hai cái xác chết nằm ngổn ngang ở trên nền mỗi xác chết bị đoạn lìa cánh tay rồi sao mới điểm dạo tử quyệt nhìn xác chết cột tay đọc cô thanh tùng nhớ đến lão phụ cũng bị cột tay chàng cho là phải có nguyên do của sự trùng hợp này và định bụng rằng sẽ hỏi bà ta nếu còn gặp lại lần sau tuy bọn lam y nhân tàn bạo chúng bị hạ trong tình cảnh thảm khốc này đọc cô thanh tùng thấy lòng cũng bất nhẫn lắm chàng thở dài nghĩ rằng lão phụ cũng là tai tàn độc không kém chàng đảo mắt quanh phòng tìm một dấu vết kỳ lạ để chứng xác lai lịch của lão phụ bởi bà đã bảo với chàng vào phòng thì sẽ biết bà ta là ai chàng còn nghi ngờ bà ta chưa đi hẳn nên cất tiếng gọi khẽ gọi mấy lượt không nghe bà ta đáp lời chàng lại lục lão tìm tòi bỗng chàng dán mắt lên bức tường phòng trên đó có hình một đoạn kiếm dừa vẽ vội chàng biết ngay chính lão phụ đã vẽ lên đó trước khi ra đi chàng không hiểu gì cả đoạn kiếm gãy biểu hiện cho cái gì chứ chả lẽ đó là tước hiệu giang hồ của bà ấy đoạn kiếm lão phụ ư chàng phân vân một lúc đoạn rời phòng trở sang nhà đối diện không buồn xem hai tên nằm ở trên giường số phận ra sao vì trước đó chàng chỉ điểm vào mê quyệt mà không có giết chết định mở miệng hỏi liệt mã cuồng xanh về lai lịch của lão phụ chàng thấy đại thúc đang cầm mảnh giấy đang nghĩ ngợi đến xuất thần chàng lấy mảnh giấy trong tay rồi đọc các người tự nổi lửa thiêu mình có biết hay không đã ngu lại còn ngốc vậy mà chưa chịu qua sông về chiếc cho gấp đi muốn chết có phải không đọc câu thanh tùng tức tối hạng học ai ngu ai xuẩn bà ấy thật là nhiều chuyện mà rồi chàng đem hết tất cả các diễn tuyến thực lại cho đại thúc biết sau cùng chàng hỏi đại thúc bà ấy nói rằng đại thúc biết lai lịch của bà ta vậy bà ta là ai vậy liệt mã cuồng xanh lắc đầu nói ta không được rõ bởi ta chưa từng nghe trên giang hồ có ai có tước hiệu gồm hai tiếng đoạn kiếm cả liệt mã cuồng xanh tiếp nói còn có nhận xét gì không bà cô thanh tùng hỏi về việc gì bên trên hình vẽ có chữ gì không Độc cô thanh tùng ngơ ngác liệt má cuồng xanh dục. Sàng nhanh bình ấy xem lại đi chàng cấp tốc trở lại khách sạn vào phòng quan sát một lần nữa chung quanh hình vẽ thì không có gì cả nhưng nơi chui kiếm có hai chữ nhỏ tiền cờ chàng chạy về cho liệt má cuồng xanh biết liền liệt má cuồng xanh ạ à lên một tiếng rồi lẩm nhẩm à, tiền cờ đoạn kiếm tiền cờ không không thể như thế được đâu bà ấy đã chết lâu rồi mà đọc câu thanh tùng kinh dị hỏi đại thúc biết bà ấy chứ liệt mã cuồng xanh rung rung người lẩm nhẩm quá xúc động không ta không tin bà ấy còn sống đọc câu thanh tùng càng kinh dị hơn lặp lại câu hỏi mà đại thúc chưa đáp sao đại thúc có biết bà ta à bà ấy là ai vậy bỗng liệt mã cuồng xanh bật cười cuồng dại cao giọng thốt <laughs> không không phải rồi chắc chắn là không phải bà ấy rồi <laughs> thanh tùng ta đi thôi niềm khích động theo tràng cười tiêu tan liệt mã cuồng xanh bình tĩnh trở lại lão hạ thấp giọng rồi đáp việc đó con không nên biết làm gì đọc cô thanh tùng chợt nhớ lại lúc rời khỏi bạch mã trang liệt mã cuồng xanh có lưu lại một mảnh giấy lão chỉ đề cập đến phụ thân của chàng là thánh kiếm vũ sĩ tuyệt nhiên lão không hề nhắc đến mẫu thân của chàng dù là nửa nét chữ lúc đó chàng lấy làm lạ lắm giờ đây không rõ do đâu khi nghe liệt mã cuồng xanh bảo chàng đừng tìm hiểu về đoạn kiếm tiên cơ thì hơn chàng lại liên tưởng đến mẫu thân của chàng chàng nhìn liệt mã cuồng xanh như dò xét lâu lắm chàng mới bất tiếng đại thúc nè con muốn hỏi một điều liệt mã cuồng xanh nghi ngờ nhìn chàng nói việc gì phụ thân con đại thúc đã cho biết rồi à, à, còn còn mẫu thân của con đại thúc chưa hề nói đến đâu liệt mã cuồng xanh cố kềm hãm lắm mới khỏi rung người lên như không giấu nổi sự biến đổi trên gương mặt Câu hỏi đột ngột của độc cô Thanh Tùng làm cho lão bối rối một lúc. Lão trầm giọng rồi nói, Thanh Tùng còn nghe đại thúc nói điều này nha. Độc cô Thanh Tùng thấy liệt má cuồng xanh có vẻ giận. Chàng sợ hãi ấp úng à, đại thúc, ân à, của đại thúc sánh bằng sanh dưỡng. À, đại thúc nói gì con đâu có dám cãi lại. Liệt má cuồng xanh gật đầu, ờ, được rồi, Vậy con đừng bao giờ hỏi đại thúc câu ấy nữa Nếu lúc nào có thể đại thúc tự nhiên nói cho con nghe Không đợi con phải nhắc nhở đâu Lão dừng lời lại một chút Rồi đoạn tiếp với giọng xa xăm Tuyết Nhi đợi ta 10 năm Có lẽ hôm nay đã già lắm rồi Thanh Tùng mình lên đường đi con Tuyết Nhi là ai vậy đại thúc Tuyết Nhi là lông mã Tuyết Nhi đó Lão nghiêm giọng hơn thanh tùng mong rằng con sẽ đầy đủ can đảm giữ vững khí phách anh hùng trong ba tháng nữa đại thúc sẽ cho con hội hiệp dơi bốn phương giành thủ đọc cô thanh tùng cương quyết được lắm vậy mình đi đại thúc cả hai rời đồng thành dùng bí pháp kinh điển phi hồng tiến về phương nam tiếng ngựa hí gian tiếng ngựa hí vang trời giúp tận lên không trung lan rộng tận phương trời xa Hồng dân cái tuyết xuất hiện sau 10 năm dài vắng bóng. Hồng dân tái tuyết, liệt mã long chung, núi tuyết xuất hiện. Nhưng liệt mã cuồng sinh chủ nhân của con thần Tuấn Liệt Mã có thái xuất giang hồ hay không? Trên đỉnh Bách Trượng Phong tại dùng Thiên Mục Sơn, Tuấn Mã xuất hiện như một dần hồng chói sáng bên cạnh một khối tuyết chiếu ngời. Dần hồng khối tuyết đó là hai phần lông hồng tuyết chia đôi thân hình của con túng mã quy nghi hùng vĩ đứng trên đỉnh non cao liệt mã hí vang rền tiếng hí vọng đến núi đồi quanh đó bật thành tiếng gọi ngân dài tiếng hí vang lên vào một đêm trọn trăng làm kinh động thôn dân hai mặt đồng tay dưới chân bách trượng phong nhiều người hoảng sợ vội mặc áo bước ra ngoài nhà ngóng nhìn lên đỉnh rồi cũng đêm trăng tròn tháng sau tiếng hí lại diễn ra cũng oai hùng cũng kêu mảnh vô cùng nhân dân ba tỉnh tô quán chiết đã đem tiếng hí làm đầu đề giai thoại trong những khi trà dư tử hậu rồi cũng một đêm trăng tròn vào tháng kế tiếng hí lại gian rợn lần này thì mười hai tỉnh trung nguyên đã bắt đầu chú ý sau ba tiếng ngựa hí anh hùng hào kiệt bốn phương trời không hẹn mà đồng đổ đến thiên mục sơn họ lưu lại các vùng phụ cận để chờ nghe tiếng hí lần thứ tư trên dách bắp trưởng phòng họ đến nhưng hoài niệm của họ bất đồng có kẻ chưa quên được hai chiếc y khâm quyết thư của đông hải kỳ tẩu và đại mạc dị nhân có kẻ đến vì thù hận người đã đoạt hai chiếc y khâm quyết thư làm cho họ phải bỏ phí công trình vượt rừng băng núi dơi hy vọng chiếm hữu bí kíp võ công có kẻ đến vì cái hận tại Túc Thiên Thành mà họ đổ triệt nguyên nhân vì liệt má cuồng sinh. Lại có kẻ từ bao năm dài nhớ những người bạn cũ, mong gặp lại cho thỏa niềm khao khát mơ hoài. Bạch Trượng Phong là nơi quy tụ cao thủ gió lâm. Hai thôn Tây và Đông đột nhiên náo nhiệt tưng bừng. Với sự có mặt của hàng nghìn hàng giảng anh hùng mã thượng tá túc chờ ngại Trước đêm trăng tròn tháng thứ tư, đêm nào cũng như đêm nào có một bóng người dẫn y phục toàn sắc trắng mặc bao kính xuất hiện trên các nẻo đường dẫn đến bách Trượng phong có kẻ cho đó là liệt má cuồng xanh nhưng thật sự thì đó là một liệt má cuồng xanh giả mạo mà không ai khác hơn chính là độc cô thanh Tùng. Bóng trăng đo xuất hiện làm náo nước lòng bao nhiêu khách anh hùng họ nghĩ rằng dù cho liệt má cuồng xanh có trở lại giang hồ thì không phải sự tái xuất đó làm đắm chìm vạn vận của võ lâm cái lại sẽ tạo phúc hạnh cho bạch đạo nhiều hơn cũng như kèm hãm sự bạo hành của bọn hát đạo còn ba hôm nữa đến hôm tròn trăng Độc cô thanh tùng nôn nao chờ đến giờ phút đó chàng xã hội viện dây bọn năm lão đại ma đầu hung thủ gây nên quyết án sát tử thánh kiếm vũ sĩ phụ thân chàng Chàng xã hội diện với chính vị quái khách bao mặt Đã thi triển độc chiêu gây thương tích cho liệt mã cuồng sinh Làm cho lão bị phế quỷ võ công trở thành thường dân vô dụng Đêm nay còn ba hôm nữa đến đêm tròn trăng Nơi chân bách trượng phong Lại một bãi đá loạn xuất hiện ba bóng người Một cô thanh tùng vận dụng nhãn lực Nhận ra ba bóng đó là ba nữ nhân Chàng thầm nghĩ Đại thúc không hề nói qua cho biết việc gì cả Thì còn hiểu các nữ nhân này là ai nữa đây Chàng dở thuộc kinh điện phi hồng ra Dèo mình đến chỗ đá Rồi nấp mình để nghe động tình Trong thoáng mắt ba nữ nhân đã đến nơi Chàng nấp cách không xa lắm Độc cô Thanh Tùng nhìn kỹ họ Đón họ vào lứa tuổi đôi mươi Cả ba đều xinh đẹp tuyệt trần Một nàng lên tiếng thốt Ngọc Phụng muội bọn cứu phụng kỳ chủ chúng ta dân lệnh giáo chủ đến bách trượng phong này theo ta nghĩ thì rất là nguy hiểm cho mình đó một nữ nhân khác lên tiếng đáp thể phụng thư trong giang hồ còn ai không biết việc đó nữa liệt mã cuồng sinh đã thả con long mã trên đỉnh bách trượng phong cho nó no hí vang trời giữa đêm trường tịch mịch tỏ thái độ cuồng ngạo cố hữu của lão lão có ý muốn trả thù mối quyết thù năm xưa đã bị bại dưới tay của người khác chăng ngoài ra lão còn có những hoài báo gì khác mình chưa dễ gì tìm hiểu được dụng ý đó còn dụng ý gì nữa chứ năm xưa tại thiên mục sơn lúc đoạt hai chiếc y không quyết thư lão đã bị chính vị quái khách bao mặt đánh cho trọng thương nếu lão có thù là thù việc đó ngoài dụng ý báo thù mối thù một trưởng liên thủ tại thiên sơn lão có dụng ý gì nữa Thế phụng thư thư đừng cho việc đó là đơn giản như thế đâu. Liệt mã cuồng xanh là một nhân vật thần bí, giang hồ chưa hẳn có mấy người biết được mặt lão, biết lai lịch của lão, thì chúng mình đây có biết dụng ý của lão thế nào được chứ. Một phụng kỳ chủ vừa thốt xong đến đó, một tràng cười lạnh bỗng gian lên ở bên cạnh nạn, rồi một bóng trắng từ sau đóng đá loạn bước ra. Cả ba nữ nhân kinh hải lùi lại năm bước, Cả ba trong một thoáng lấy lại sự bình tĩnh rồi đồng thanh thét to Ngươi là ai mà xuất hiện như ma quỷ vậy? Bóng trắng đó chính là độc cô Thanh Tùng. Chàng cất tiếng nhưng không đáp câu hỏi của ba nàng. Bà cô nương hãy hiểu rằng, liệt mã cuồng xanh chẳng những muốn báo thù một trưởng của chính tên quái nhân bao mặt lúc trước tại Thiên Sơn, mà còn muốn hội kiến với ngũ ma, làm lần chủy thủ, hắc thiết tử bài, bạch cốt phan xích diệp phù và lục vũ lệnh ngoài ra cũng nhân dịp này là một cuộc đo lường nhân tâm ở trong thiên hạ đó bà nữ nhân biến sắc ngươi ngươi là liệt mã cuồng xanh Độc cô ừ. thanh tùng không đáp thể phụng đột ngột hỏi ta chỉ sợ liệt mã cuồng xanh thích dùng ngôn từ cao ngạo thôi chứ thiên hạ giang hồ nào ai biết được lòng dạ của tất cả những người đó ra sao liệt mã cuồng xanh sẽ dùng phương pháp nào mà để đo lường lòng dạ của thiên hạ chứ Độc cô Thanh Tùng cười sang sảng <laughs> Các nàng là ai Thuộc giáo phái nào mà tự xưng là tam phụng trồng cửu phụng vậy Ta à, hãy hỏi Giáo chủ của các nàng sai cửu phụng kỳ chủ đến bách trượng phong này Dơi công cán gì chứ Thể phụng thoáng biến sắc Nhấn đôi mài rồi đáp Người quang minh không bao giờ hành động mờ ám Kim xoa giáo của chúng ta Từ lúc quật khởi trên giang hồ đến giờ Thế lực đối với quyết mà luôn luôn bức bách cho nên bao nhiêu chủ lực đều quy vào sự tự dễ không còn hăng hái như trước nữa để chống đối với quyết ma bang giáo chủ của ta sai bọn ta đến bạch trượng phong yêu cầu liệt mã cuồng xanh cho mượn y không quyết thư cô thanh tùng cười lớn <cười> các nàng nên nói trắng ra là giáo chủ của các nàng sai đến đây để đoạt y không quyết thư còn dễ nghe hơn chứ thôi đi đừng đem quyết ma ban làm cái cớ để che giấu âm mưu nữa không ai dễ bị lừa đâu các ngươi tưởng liệt mã cuồng xanh này mạo hiểm chiếm hai chiếc áo quý đó rồi để cho ai muốn mượn thì mượn sau nhân đây ta nhờ các ngươi truyền lại với toàn thể võ lâm kẻ nào tới đây tham vọng muốn chiếm đoạt y khâm quyết thư thì kẻ ấy có đi mà không có về đó chàng suy nghĩ một chút đoạn lên tiếng nói tiếp hiện tại chắc ta không thể phá lệ tha cho ba ngươi vì cái chuyện thông báo cho danh thủ giang hồ biết kể như là không còn nữa âm phụng trầm mặt cả ba khẽ di động bước chân đứng thành hình tam giác họ nghĩ rằng ai ra tay trước thì có lợi hơn nên cả ba cùng dung cánh tay ba đạo trưởng phong từ ba góc đổ ập vào người của độc cô thanh tùng độc cô thanh tùng điềm nhiên đưa một cánh tay tới từ lòng bàn tay giúp ra một đạo kình phong mãnh liệt khủng khiếp Chận hẳn ba luồng chưởng phong của tam phụng Đồng thời chàng quát to Các người muốn chết Bóng chàng rút tay về xoay mình một vòng duỗi tay tả ra Ở phía sau rồi thét lên Kẻ nào đó Kinh đạo từ bàn tay tả của chàng đưa ra Không phải nhắm vào tam phụng Mà là một bóng đen cách đó ba trưởng Bóng đó tùy hiện Ở sau lưng Mà độc cô thanh tồn vẫn phát giác ra được như thường Chàng luyện thính giác và nhãn quang Đến mức siêu tuyệt bóng đen đó rời chỗ đứng giọt lên không tránh tầm kình đạo của độc cô thanh tùng vút qua đoạn dèo mình tới rơi xuống cột trường bóng đó trầm giọng thốt tú âm thần trưởng của đông hải kỳ tẩu quá nhiên lợi hại đốt. độc cô thanh tùng nhìn bóng đó ước độ vào hàng ngũ tuần dáng dấp quy nghi đoàn chính nhưng đôi mắt thì chết chết những tia sáng hung bạo vô cùng sau lưng có dắt một đôi thiết bạc chàng cao giọng thốt đã đến thì mau báo danh đi bóng đo nhếch mép cười quyết hoàng phi bạc đường hổ. thấy phụng thì thầm bên tai của bạch phụng và ngọc phụng lão đó là tổng đường chủ dùng gian đắc trong quyết mà bàn đó quyết hoàng phi bạc đường hổ nghe được trừng mắt nhìn thấy phụng bà cô thanh tùng dẫn dũng quyền công đưa ánh mắt quan sát đường hổ thấy hình đầu lâu máu bằng ngón tay theo nơi chéo áo chàng bật cười cuồng ngạo thốt <laughs> đường chủ tổng đường quyết ma bang dùng gian bắt đến đây với mưu đồ gì vậy ta muốn nghe quyết quan phi bạc đường hổn nói màu đường hổn hừ lạnh <laughs> ta biết ta là tổng đường gian bắt đường hổn trong quyết ma bang thì ngươi phải biết luôn rằng đêm nay đến lúc nói chuyện công lý về vụ thảm sát tại túc thiền bốn tháng trước đi thuốc xong rồi y đưa bàn tay ra sau lưng rút đôi thiết bạc đọc câu thanh tùng cười ngạo nghễ <laughs> đường hổ muốn tái diễn lại cuộc chiến tại túc thiên người liệu thủ thắng được không phụng lệnh mà đi chỉ biết thi hành lệnh thắng hay bại không thành vấn đề ngoài việc phục thù chiến dịch túc thiên còn chuyện gì nữa không nói cho ta nghe luôn đi còn chứ hiến xuất quyết cầm tuyệt học của đông hải kỳ tẩu và đại Mạc dị nhân cho ta y thốt câu chót với vẻ hùng hăng dị thường tiếng nói vừa buông dứt tài của y sử dụng đôi thiết bạc khét tiếng giang hồ từng giữ vững danh vị của tổng đường chủ gian bác quyết ma bàn của y lóe sáng lên chiếu thẳng đến đọc cô thanh tùng theo một chiêu tuyệt kỹ phát nhanh như điện đọc cô thanh tùng cười lạnh không né không tránh chờ cho đôi phi bạc đến gần khẽ nhếch đôi dài thoáng mắt thì đã mất dạng đường hổn vội la lên trời ơi bùng y lão đảo người miệng phun ra máu tươi mặt xám xịt cổ rùng rùng vọng lên tiếng thốt quý thính giả thần mến ngũ tuyệt ma dương phần năm của tác giả thượng quang đỉnh đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sáu trong chương trình kỳ tới xin tạm biệt